Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Chị Store. Và mình là Lê Hoài. Xin chào mừng tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì mình đứng đây để giới thiệu đến tất cả các bạn nào mà những bạn nào mà đam mê âm nhạc hoặc là có máu âm nhạc trong người, một sản phẩm, một thiết bị công nghệ, một cái máy nghe nhạc hoặc là một cái loa Bluetooth MIDI. Nói chung là gọi sao cũng được, nhưng mà nó là nghe nhạc là chính. Và đây chính là con loa Bluetooth Mini C6, một trong những con loa mình cảm thấy rất là thích tại vì nó rất là nhẹ. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu con loa này đến tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một mẫu loa Bluetooth đang được khá nhiều bạn trẻ quan tâm trong cái thời gian gần đây, mang tên là loa Bluetooth Mini C6 với phong cách hiện đại, trẻ trung và khỏe khoắn, có khả năng chống sốc, chống nước cùng chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về nó nhé. Loa Mini C6 không chỉ có thiết kế trẻ trung năng động với kích thước cực kỳ nhỏ gọn, tính cơ động cao mà còn sở hữu khả năng chống sốc và chống nước mạnh mẽ, cho phép người dùng có thể dễ dàng mang theo ở bất kỳ nơi đâu, hoặc là đi du lịch, nghỉ mát hay thậm chí là trong các môi trường có nhiều khói bụi thì vẫn khá là ok. Nó hỗ trợ kết nối hầu hết các thiết bị Bluetooth như là iPhone, iPad hay là máy nghe nhạc với chuẩn Bluetooth 3.0 trong phạm vi lên đến 9m. Bên cạnh đó thì loa Bluetooth Mini C6 còn được tích hợp một khe cắm nghe nhớ micro hoặc là USB để nghe nhạc mà không cần phải kết nối với các thiết bị khác. Với mức công suất của nó là 5W, nhưng loa lại cho ra âm thanh khá là to và rõ, chân thật và sống động. Đặc biệt là phía dưới con loa còn được hỗ trợ một cái móc treo vô cùng là thuận tiện, giúp người dùng có thể treo móc vào ba lô hoặc là chúng ta có thể dán vào các bề mặt tiếp xúc để đỡ tốn nhiều diện tích trong ngôi nhà của chúng ta. Và quay lại thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về thiết kế của loa Bluetooth Mini C6 này. Như các bạn thấy thì nó có một cái thiết kế khá là tròn các bạn ha, nhìn khá là sang trọng cũng giống như là trẻ trung và năng động. Mới nhìn bên ngoài thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là nó khá là giống với những dòng loa nghe nhạc từ hãng JBL cao cấp. Nhưng mà dòng này thì rẻ hơn nên là chất lượng của nó cũng không quá là tuyệt vời như JBL. Các phím điều khiển của loa thì được tích hợp nằm ở bề mặt trực tiếp của loa. Như các bạn thấy thì ở đây chúng ta sẽ có được một nút nguồn để bật tắt nguồn. Khi chúng ta mở một cái nắp cao su này ra thì trong này chúng ta sẽ có được một cổng sạc hoặc là một cái cổng kết nối với thẻ nhớ. Tiếp theo đó sẽ là một nút tăng âm lượng, qua đây thì sẽ là giảm âm lượng, và nút cuối cùng chính là nút bật cuộc gọi. Nhìn chung thì con loa này nó có một cái thiết kế khá là trẻ trung và năng động các bạn à. Ở phía trên thì nó được thiết kế bằng một cái lớp lưới khá là đẹp. Nói chung là con loa này thì mình cảm thấy nó rất là nhỏ bé và rất là xinh xắn, thích hợp đối với các bạn sinh viên đang ở nhà trọ. Để chúng ta có một cái sở thích nghe nhạc thì chúng ta có thể đậu em này về. Và giá hiện tại của con loa Mini Bluetooth này tại chuỗi cửa hàng của Linh Việt Store chỉ có 210.000 đồng thôi tất cả các bạn. Ở một cái mức giá này thì mình cảm thấy quá là ok rồi, tại vì có 210.000 thì chúng ta đã sở hữu được một con loa như thế này, khá là trẻ trung, mạnh mẽ và năng động mà lại không tốn quá nhiều diện tích. Và ngay bây giờ thì mình sẽ trực tiếp test thử âm thanh của con loa này để xem chất lượng âm thanh của nó cho ra như thế nào nhé. Any choices that is hard not to look past, what is real and what is fake, and the risk we have to take. Will we know what is throwing off our balance? The path of safety to the dark, the vertigo is getting sharper. There's something bigger than ourselves. Nothing else is right. Ok, sau khi mình test thử một bài nhạc từ con loa này thì mình cảm thấy là nếu như các bạn nào bật âm thanh vừa thì nó cho ra âm thanh khá là hay. Còn nếu như các bạn bật quá to hoặc là maximum thì nó sẽ hơi bị rè rè một tí. Tại vì các bạn cũng biết đó, tại vì giá của nó chỉ có 210.000 thôi, nên là chúng ta cũng không có thể nào mà đòi hỏi quá nhiều. Và video giới thiệu về con loa nghe nhạc Mini C6 của mình ở đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.